cứ bảo quay vào ảnh được. Vâng. Mình cứ bày nó ở góc đường này, không ra gì. Cho lên chỗ sáng sủa. Toàn suối nhỉ? Để xem các bác cái đục xem. Xem đục nào. Rồi, xem các cái hiện nhân lại được tiếp. Xem một dưới mini nhé. Đấy. Nhưng mà vì sao mà cây nó u cục, nó lồi lõm, bảo bàn tay cả. Anh à, may hơi vắng nhỉ? Nó đi phụ trọ nhiều. Đúng rồi, trọ nhiều. Hồ xưa không có. Không có. Ở chỗ nào hả anh? Có nằm ở đường 3 ấy. Qua chân đường. Hả? Qua chân đường ra đường 3. Còn biết đường này thì đi Thanh Quang. Đúng rồi. Đi Thanh Quang qua cầu. Đang ở sân vận động huyện mà. Sân vận động. Nhưng mà thế mày cái này có cắt được không? Cắt được chưa kỳ chưa? Chưa. Chưa dám cắt à? Mọi người ra đúng rồi. Mà bỏ hết cả cái số này ra đâu nhỉ? Bỏ hết cái này, hết ra luôn, hết con ra luôn. Xôi xuôi quá nhỉ? Xuôi nhấc tre bỏ ra bóc cái trong tương gian gần luôn. Người ta nuôi công nghiệp, người ta lúc bây giờ ta bò đá vào cho nó kín, nhưng mà cái kín là nếu bây giờ cái cảnh là những cái chỗ khuyết tật, những chỗ rất xấu, nhưng mà để mà thành cây thì là chỗ rất đẹp. Hả? Cái cảnh là thế mà. Đúng. Khuyết tật nó rất xấu, nhưng mà để nói mà thành cây thì là khuyết tật là đẹp. Đây là cái kiểu người ta sợ nó thủng, người ta bốp đá cho đầy thôi mà. Vá. Nhưng mà đầy thì đầy khuyết. Để nó con quật cây cảnh nó phải được. Tan giá chia lìa, đau thương, hàng hốc gai có gai hốc. Trà đạp bị vùi dập. Đúng rồi. Báo tố, đốt cháy. Đấy, ông nào vào nói đi để xem bay. Xem bay là suốt rồi. Đúng rồi, bây giờ xem bay nói. Xem bay đi 5 cầu. Đi này vui em, cố phải ra tí. Xem này sướng. Giờ không đi không chịu được. Nhưng mà chơi cây chưa? Dạ. Nhưng mà em chơi cây chưa? Mới được đôi cây thôi. Mới có đôi cây á? Chưa. Mua một sân mini mà. Ôi bận lắm anh, chưa đi được. Để mấy năm nữa. Chẳng mua nên một cái máy phun nước mini. Cũng có rồi. Vài cái bình phụt. Cũng có. Mặc quần sóc phụt. Cũng có là tầm 30 cây nhưng mà chưa tới tuổi. Đấy. Mình chung là bây giờ nếu mà mình đã biết về sau thì lên sàng lọc chung là chất lượng cho dù không khỏe to nó có rồi chung kiểu hay gì, nhưng mà nếu mà là mini hay là có lại bonsai, nhưng mà như sao nó phải muốn cái gì nó phải đòi 5 tháng đấy, nó độ già.
phút cũng có cách có già này đi chơi nó chắc chắn không chán đồ già ấy. Dạ. Là muốn lắm nhưng mà bận đi làm quá. Dưới đây nó là bằng chất cao nhã nhưng mà nó lại là văn minh lịch sử. Đã ngày xưa đi học giáo viên thì bây giờ phải là nhàn hạ đi chơi không? Mày đang làm kinh doanh à? Không. Thì làm kỹ thuật thôi. Mình cứ hay lọ mọ này. Mà cái đục này nghe mỏng lắm, yếu lắm. Đục dày đấy. Cả cái bóc ra luôn này. Hất ra. Là cái đường này nó sâu cây. Ờ, muốn chết chờ mà. Đấy, đang nặng là đoạn đấy. Thằng gì nó bị đơ luôn, bị cầu đơ luôn. Bây giờ cho ông khác đục, ông lại đục kiểu khác. Đúng rồi. Mỗi ông ý. Quan trọng là phải ngồi với nhau này này. Phải ngồi với nhau. Có một lúc mà rất nhiều từ tóc bạc đến tóc xanh ra. Vui lắm. Lâu lắm trâu này ở trong trong. Đó. Tiền anh ơi. Ba triệu nhỏ gà ký này chơi là thoải mái bao năm trồng chậu hàng xách tay hàng xách tay hàng đút túi bàn luận vui lắm. Không sao được cái nghề này. Có một nghề chứ mẹ có chặt cả nghìn năm một nghề này thì ai chụp thì cho anh rồi mình đúng không? Chụp cho rồi mình. Chụp lại nữa chắc chắn. Mình quay lại xem kết quả. Thằng này sách đi chơi thích. Đi đâu sách đi chơi sướng. Đi đâu sách đi theo được. Sạch sẽ. Này mịn này. À thì bác lấy luôn. Ít ra thì bác lấy luôn. Hay là nghệ thuật cao. Một cái ba. Yeah, we know what you got to say.
Ông này là chồng với chị hôm trước anh chồng chị cho anh đến giả điều à. Bị nghiện đấy, không ra không chịu được.